Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Đây là một căn nhà giường nghỉ dưỡng ở Mỹ Tho, Tiền Giang nha anh chị, tại ấp 4 xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, với tổng diện tích là 1.250 m2, và chủ bán là sẽ tặng lại toàn bộ nội thất, cây cảnh cũng như là ao cá phía sau cho mình luôn. Đây là đường trước đất của mình là đường 2m2. Đường này thì xe Kia Morning hoặc xe Hoa Lâm, xe ba gác mình vào được nha anh chị. Ở đây là nguyên cái khuôn viên của nhà mình ha. Nhà mình là nhà vườn nghỉ dưỡng với rất nhiều những cái tiểu cảnh rất là đẹp, cũng như là cây ăn trái rất là nhiều nha anh chị. Ở dừa nè, và mấy cái cây ăn trái phía sau nữa. Đây là cái hồ cá phía trước của mình. Thì hồ cá này đang nuôi cá điêu hồng cũng như là cá tây tượng nha anh chị. Đó, nguyên khung cảnh rất là đẹp luôn. Anh chị về mình ở nghỉ dưỡng rất là ok luôn nha. Nhà của mình thì có sân trước sân sau luôn nha anh chị. Và nhà này sẽ bán và tặng lại toàn bộ nội thất cho mình. Đây là cái tiểu cảnh bên này nè. Đó, từ nhà mình mà mình ra ngay chỗ đường huyện lộ 94 á, là chỉ có 100m thôi nha anh chị. Rất là gần nha. Đi về thành phố Mỹ Tho chắc tầm 2km là đến ra vào nội ô thành phố Mỹ Tho luôn. Đó, bên đây là cũng có tiểu cảnh nữa nè anh chị. Đó, và nhà vườn này á, là do là cô chú lớn tuổi cho nên là bây giờ không có chăm sóc nổi cái vườn, cho nên là bây giờ về ở lại với con trai, cho nên là cần bán lại căn nhà vườn này cho mình nha. Xung quanh đây thì dân cư hiện hữu, điện nước đầy đủ hết rồi. Đây là cái chòi tiếp khách của mình nè anh chị, rất là rộng rãi luôn. Mình có thể mình bài tiệc nhậu ở đây rất là ok. Miếng đất của mình rất là dài ha, dài tuốt ở phía sau này luôn. Cây cảnh rất là nhiều, cũng như là có mấy cây ăn trái rất là nhiều ở đây nha anh chị. Đây là nguyên cái khuôn viên của mình luôn nè. Buổi trưa buổi chiều mình tiếp khách nhậu ở đây cũng rất là ok. Đặc biệt là có một cái hồ cá coi phía sau nữa nha anh chị. Rồi mà anh chị mình vào trong đây mình tham quan nha. Đây cái phía sau mình này là có nguyên một cái khoảng sân rất là rộng cho con cháu mình thể mình ra đây cắm trại cũng được luôn nha anh chị ơi. Còn đây là cái điểm nhấn của cái căn nhà vườn này là nguyên một cái hồ cá coi luôn nè anh chị. Đó. Rồi bây giờ để em thả thức ăn xuống để cho mà cá coi nó nổi lên cho anh chị xem nha. Em có hỏi xin một hai con về nuôi thử. Đó, mình thả thức ăn xuống là cá nó nổi lên nó ăn nè. Đó, và ở này thì mình chủ thì chủ nói để lại hết đó, nhưng mà em không biết là có để mấy con cá coi này hay không, hay là để mấy con cá điêu hồng ở phía cái ao lần trước. Cái này là anh chị cứ hưng lần trực tiếp với chủ nha. Còn nội thất trong căn nhà kia thì để lại hết cho mình. Còn nguyên cái hồ cá coi này cũng nhiều lắm anh chị. Đó, đây là nguyên cái khuôn viên luôn nè anh chị, nguyên cái khuôn viên cái phía sau nhà mình nè. Đó, rất là rộng luôn, có hồ cá coi rồi ngắm cây cảnh rồi. Tối tối mình nguyên gia đình mình ra đây mở tiệc nướng rồi rất là ok luôn nha. Tổng diện tích đất của mình tới 1.250 m2 là một công hai đất, mà ấp 4 xã Trung An, thành phố Mỹ Tho luôn nha anh chị. Rồi đây là nguyên cái khoảng sân trồng cây ăn trái của mình nè anh chị. Ở đây thì mấy cô chú thì trồng mỗi cái một ít vậy đó. Một căn nhà vườn rất là lý tưởng luôn nha, không gian rất là rộng. Xung quanh mình là cũng là những cái vườn dừa của người ta, cũng như là một vài căn nhà của người dân bên này ha. Đây khuôn viên rất là đẹp luôn. Nhà này nguyên cái khoảng sân này hồi xưa là nó là một cái miếng đất trống không có gì hết trơn, rồi về đây đào ao nuôi cá xây nhà, cho nên chị thấy là rất là đẹp luôn. Đây hồ cá coi của mình ha. Rồi bây giờ mình vào trong này để mình tham quan tiếp nha anh chị. Đó. Còn một cái điều nữa là nhà của mình thì cái đường vô nó có 2m2 à, cho nên là xe Kia Morning vô được, với lại xe Hoa Lâm vô được nha anh chị. Còn mấy cái xe mà lớn thì chưa vào được nha. Ở trong này anh chị mở quán nhậu cũng được nữa. Để cái bảng ngoài đường huyện lộ 94 á, vô 100m là tới đây. Đó, mở quán nhậu sân vườn cũng rất là ok. Còn bên trong bên phải này là cái nhà của mình ha. Nhà mình chị nhìn thấy cũng mới tinh nè. Có cái bàn ghế sofa rồi tủ đồng hồ đầy đủ hết. Thì nếu mà bán thì để lại hết cho mình luôn. Này là tặng toàn bộ nội thất nha anh chị. Tặng toàn bộ nội thất cho mình luôn. Tủ bàn ghế là để lại hết. Có máy lạnh luôn nè. Phòng có máy lạnh luôn nha anh chị. Ở đây thì mình sẽ có 3 phòng ngủ nha. Đây mình sẽ có 3 phòng ngủ với là một căn bếp, nhà vệ sinh bên kia. Đó.
Đây là gia đình lớn mình về mình ở thoải mái luôn. Đây là cái phòng ngủ thứ ba của mình, có máy lạnh luôn nè anh chị, để lại hết cho mình luôn. Đó, tổng diện tích là 1.250 m², nằm ngay là ấp 4, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, rất là gần với lại đường quốc lộ 60, cũng như là mình ra đường ấp Bắc nè, ngay cầu Trung Lương cũng gần nữa. Nói chung là rất là gần với lại nội ô thành phố nha anh chị. Nó vô vô siêu thị Cấp Mát chắc cũng tầm 2-3 cây số là đến rồi, cũng rất là gần. Đây nguyên một căn nhà vườn nghỉ dưỡng, tặng lại toàn bộ nội thất, cây cảnh, ao cá cho mình luôn. Thì tổng giá trị của căn nhà này á, thì lúc trước là rao bán rất là cao, giá trên 5 tỷ, nhưng bây giờ là đang thị trường đi xuống anh chị, cho nên là bán cho mình giá hữu nghị luôn, là chỉ có là 4 tỷ 100 triệu cho toàn bộ mảnh đất vườn này, kèm theo toàn bộ cây cảnh cũng như là ao cá cho mình, là 4 tỷ mốt nha anh chị, thương lượng trực tiếp chính chủ.